Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha, đã quay lại lên kênh Di động Hữu Phúc nha. Sáng nay chúc tất cả anh em mình buổi sáng làm việc thật là hiệu quả và vui vẻ sức khỏe ha. Thì tiếp tục clip sáng nay thì ngày hôm qua mình không có làm clip, bữa nay thì mình tần suất clip của mình nó sẽ giảm giảm lại nha anh em. 2 ngày, có khi ngày lên clip, có khi 2 ngày mới lên clip. Mình không có lên ngày nào cũng lên clip, nó dày quá anh em coi cũng nhàm. Nói chung máy lung tung hết. Thì mình sẽ gom, mình lựa máy, mình sẽ 2 ngày có một clip lên cho anh em để anh em dễ tham khảo từ từ. Là được cái máy nào thì anh em alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại đặt máy mình là 0355 356 356 như trong cái bảng luôn anh em. Và địa chỉ mình là ngã tư chợ Phước Cát nha, thị trấn Phước Cát, các tỉnh Lâm Đồng. Anh em chỉ cần ghi Di động Hữu Phúc là nó sẽ tới. Địa chỉ mình rõ ràng. Và cũng như cô chú anh chị lớn tuổi thì cũng có yêu cầu là có cái phiếu bảo hành thì mình cũng mới làm xong. Thì nè, bữa nay mình sẽ một cái máy bán ra, mình sẽ ghi tên khách hàng này, tên sản phẩm này, số email và ngày mua. À, máy nếu mà có trục trặc gì á thì anh em phải kèm theo phiếu bảo hành gửi về thì mình mới bảo hành nha. Còn máy mà mất phiếu bảo hành mình không bảo hành nữa trước cho anh em biết nha. Để mình căn cứ vào cái phiếu bảo hành này mình biết được email bán ra. Máy thì mình bảo hành anh em 1 tháng thôi, bao test anh em 1 tuần. Lỗi gì anh em cứ báo cho mình, đổi máy mới cho anh em. Còn bảo hành thì 1 tháng thôi nha anh em. Còn những anh em mà có nhu cầu sau này xài mà muốn đổi máy á thì cứ alo cho mình, thì tùy theo cái thời điểm hiện tại máy móc nó còn bao nhiêu thì mình sẽ trừ cắn bao nhiêu, anh em thỏa thuận thì mình đổi nha. Đây, địa số điện thoại mình và địa chỉ mình có sẵn trong đây luôn, khu phố 5 thị trấn Phước Cát, các tỉnh Lâm Đồng. Facebook của mình là Di động Hữu Phúc nha anh em, đó mình có sẵn hết rồi ha. Thì anh em nào mà muốn theo dõi Facebook mình thì cứ follow cái Facebook Di động Hữu Phúc. Còn số điện thoại đặt máy thì đây, địa chỉ đây, trục trặc cái này cứ gửi về địa chỉ cho mình. Phiếu bảo hành thì có đầy đủ hết hai mặt đây ha. Anh em mình một máy bán ra nhưng mình sẽ bỏ vào một cái phiếu hành trong cái hộp của mình dạ nha anh em, để anh em mình dễ bề mà bảo hành bảo tỏi ấy, máy móc đồ. Có cô chú bữa trước có một lần á, mình gửi máy tới không có cái phiếu này, trả máy gì cho mình mới gửi vậy, nó không bảo hành. Thì mình có làm cái phiếu bảo hành cho anh em đàng hoàng gửi tới cho cô chú anh chị lớn tuổi khỏi phải băn khoăn ha. Rồi nói nhiều cũng không hay ho gì, tiếp tục clip. Vào thay vấn đề luôn, vẫn còn iPhone 4S nha, mình vẫn về lại đây. Hàng này mình không phải thu của khách đâu nha anh em, hàng này là mình nhập thẳng từ công ty về nha. Đó, nên là bên công ty nó nhập á, máy móc đem về thì nói chung là cũng còn rất là đẹp, ngoại hình ok luôn, bảo đảm là nguyên zin cho anh em xài, không có lo lanh tanh hết chất lượng mấy con máy này. Đa số là còn 8GB, 16GB lẫn lộn anh em. Con này mình không có phân biệt ly ghi nữa. Từ anh em không cái này xài máy phụ, chủ yếu anh em chỉ nghi gọi thôi, nên anh em khỏi phải phân biệt cái dung lượng đi. Cũng thực sự luôn. Máy bán ra thì mình kèm một cái dây sạc, một cái dây sạc cho anh em ha. Đó. Không, chưa bao ship nha anh em. Giá của nó là 570 ngàn nha. Máy thì đẹp như thế này, như clip mình quay luôn. Ngoại hình thì cũng có xuất sắc như nhẹ, nhìn tổng thể cũng còn ok. Giá 570 ngàn mình không thể bán rẻ hơn được. Từ dòng này máy nhập mình không có thu của khách đâu nha, mình thường xuyên có dòng này nên anh em nào mà thích mua thì mình vẫn có đủ để cung cấp cho anh em. iPhone 4S máy còn đẹp keng luôn. Tiếp theo là con G2 Prime, Samsung G2 Prime, vỏ nó cũng còn riêng mà hơi trời trời nha anh em. Đó, máy thì đã giá cực lực rồi. Con này là màn hình 5 inch, RAM 1GB bộ nhớ 8, pin 2006 nha. Đó, máy ngoại hình như thế này còn rất là ok, mọi chức năng thì riêng cho anh em xài chuẩn luôn. Nói chung con này thì bộ nhớ nó thấp nên anh em là chú ý là xài là không có tải được nhiều, dung lượng nó không tải được nhiều nha anh em, nhưng mà xài cũng rất là mượt, từ Samsung thì anh em biết rồi, xài cũng rất là ok. Con này mình bán cho anh em giá 890 ngàn nha, 890 ngàn kèm sạc, ship anh em tự chịu nha. Anh em chịu khó thắng thì mình bao ship, còn anh em mà cọc trước 50 thì mình phải chịu phí ship nha. 890 ngàn thôi, quá rẻ cho con G2 Prime nha. G532H ok, giá 890 ngàn kèm sạc cho anh em. Rồi tiếp theo thì con Huawei Nova 3i, Huawei Nova mà ngoại hình này còn rất là đẹp nha. Đó, con này là RAM 4 bộ nhớ 128GB rất là khủng, màn hình 6 inch 3, pin của nó là 3340. Tất cả các máy mình đều báo sẵn tình trạng cũng như là ngoại hình này, rồi dung lượng máy này, rồi pin như nào này, rồi màn hình bao nhiêu inch đó, nên là rất là cụ thể, anh em khỏi phải lên tên và hỏi à cái máy đó màn hình bao nhiêu inch này rồi nha, khỏi mất công. Đó, mình đã quay thẳng trong clip và cũng đã báo thẳng tình trạng trong từng máy sau clip hết thì anh em cứ ok.
cứ theo dõi kỹ và đặt ưng con nào thì alo cho mình nha. Con này giá của nó là 2.550.000 nha anh em, kèm sạc 2550 kèm sạc cho anh em đó. Máy còn rất là ok, bộ nhớ 128 GB, anh em lưu trữ thoải mái đó. Con này thì Samsung A6 A600, ngoại hình thì vo ring màng ring đó, vo ring màng ring, xước sắt thì cũng nhẹ thôi, còn đẹp, nói chung là ngoại hình này còn ok đó anh em. Kính đẹp nha, con này kính đẹp, màn hình này cũng chả ám ố gì đâu, còn nguyên ring luôn, đẹp vip luôn. A6, con này RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình của nó 5.5 inch, à 5.6 inch nha anh em, pin 3000, giá ra đi cho anh em là 1750, 1750. Con này màn hình giá rất là mắc, AMOLED đó, giá 1750 nha anh em, mọi chức năng là ring full nha anh em. Máy thì có xước sát nhẹ nhẹ, 1750. Tiếp theo thì con iPhone 6s này nè, 6s 32 GB quốc tế, vỏ thì hơi xấu, vỏ thì cá xấu nha anh em, không có đẹp ngang nha đó, nên mình bán sẽ nhanh gọn rẻ cho anh em thôi đó. 6s 32 GB, máy rất là đẹp, ngoại hình riêng nguyên, máy quốc tế anh em về chỉ việc xài. 6s 32 GB, máy Mỹ LL, RAM 3 32 quên 32 GB, màn đẹp, mọi chức năng full ring. Coi thử con này pin nó còn nhiều. Con này hình như là pin thay, pin đã thay rồi. Ui, quá ok luôn, 100%. Pin đã thay 100% cho anh em xài. Ok nha. Con này tính anh em giá 2 triệu 3 thôi, kèm sạc. Giá 2 triệu 3. Quá rẻ cho một iPhone 6S. Tiếp theo là con Ri 4 core nè anh em. Con này cái nắp sau thay rồi này. Nắp sau thay này, đẹp keng luôn. Đó. Màn hình con này như đã ép ép kính, có ép kính rồi này, anh em phải nhìn kỹ là thấy nó cái màu đen viền này nó lẫn vào trong một xíu nha, mình thấy chả ảnh hưởng gì nhưng mà nói trước cho anh em biết để anh em nào ưng thì alo, còn không ưng thì thôi, chứ mấy công gửi tới rồi trả đi trả về. Còn màn hình sáng đẹp rất là ok, không vấn đề hết ha, mọi chức năng là ring full, chức năng là full cho anh em xài. Ri 4 core nha anh em. Con này màn hình 6 inch, RAM 1, bộ nhớ 16, pin 3300. Giá yêu thương cực kỳ cho anh em luôn. Đẹp, máy đẹp. Yêu thương 1 triệu mốt kèm sạc. Giá 1 triệu mốt thôi nha anh em, chỉ có một con thôi duy nhất. Anh em nào mà cần thì gọi sớm nha. Một máy duy nhất 1 triệu mốt kèm sạc. Con này là con phải nói là điểm nhấn trong clip sáng hôm nay rồi. Anh em nào thích thì hú liền nha. Giá là bán mà lâu lâu bán một con chương trình. Quá rẻ cho anh em nha, 1 triệu mốt thôi. Màn hình 6 inch rất rộng, một máy duy nhất nha, anh em nào gọi trễ thì không còn đâu nha. Tiếp theo là con Nokia 7 Plus. Con Nokia 7 Plus. Con này là nguyên zin. Này nguyên zin có cái ốp lưng kèm cho anh em luôn. Đó, vỏ thì nhem nhem nhưng mà đẹp nguyên zin. Ok luôn, con này RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em. Màn hình 6 inch. Pin của nó là 3800. Và giá ra đi cho anh em là cũng nhẹ nhàng thôi, 2150. Anh em nào cần thì hú nha, 2.150.000 cho một em siêu phẩm Nokia 7 Plus, rất là đẹp, còn rất là ok, 2.150, giá rỉ sập sàn. Con này là không có cao đâu nha anh em, cứ tham khảo thoải mái giá cả. Tiếp theo là một em Xiaomi Redmi Note 4 anh em. Con này RAM 3, bộ nhớ 32, máy nguyên zin, vỏ đẹp, kính đẹp. Con này là pin 4100 nha, rất là trâu, pin 4100, màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, giá 1630 kèm sạc cho anh em, 1.630.000 cho một em Redmi Note 4, còn rất là đẹp. Đó, ok luôn, màu xám keng luôn, giá của nó là 1630, quá mềm. Tiếp theo thì giới thiệu anh em một con Sony XZ1. Con này mình về lai rai cứ 2-3 ngày để về một con hai con thôi, lấy ít bán hết là lại nhập tiếp. Anh em cũng rất là ủng hộ, dòng này xài rất là chuẩn nha anh em, máy zin áp suất nha anh em, zin áp suất nha. Red Sony XZ1 zin áp suất, ngoại hình thì đẹp, cũng không có keng sợ beng đâu nha anh em, nhưng mà nó nằm tầm 97, có xước sát cũng nhẹ thôi, không đáng kể. Con này là Sony XZ1 màu đen, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 5.2, pin của nó là 2007 nha anh em, giá thì yêu thương thôi, 1950 kèm sạc cho anh em.
1.950.000, cảm ứng xài rất là sướng. Loa to. Đó, ok nha. 195. Còn một con màu đen. Tiếp theo là một con Samsung J7 Pro. Voring chưa thay thế này. Đó, nó có xước sát này, xước tróc sơn nha. Xước tróc sơn. Đó, J7 Pro màu đen. Ngoại hình thì vỏ xấu, vỏ không có đẹp, mình để ring thì mình chưa thay á, mình để ring luôn. Mình không có thay vỏ. Được cái là màn ring này, màn ring anh em thấy không? Có dán cái lực tháo ra rồi, không có xước luôn. Máy này con nói chung là con này nguyên ring. Anh em nào thích máy ring thì chơi con này nha. Cái màn không là đã 1.600.000 rồi anh em. Màn này anh em ra thay 1.600.000 nha. Màn ring này không có gì đâu. Samsung J7 Pro đen, RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 3600. Giá bán cho anh em là 2.150 kèm sạc. Màn ring 2.150. Quá yêu thương nha anh em. Tính ra là nguyên khung bộ vỏ phiên bán anh em chưa được 600.000, quá bèo. Cái màn hình đã 1.600.000 rồi anh em. Anh em cứ đi thay thử cho biết. J7 Pro màn ring, nguyên ring, nguyên coi luôn. Có cái vỏ nó hơi trời trời xấu xấu. Đó, như quay luôn nha. 2.150 kèm sạc luôn là đủ cho anh em. Và tiếp theo là một em Samsung, con này vỏ ring này. Con này cũng vỏ ring này. Nhưng mà màn thay, nhưng mà vỏ còn đẹp. Con này màn thay nha, cái nào thay thì mình nói thay. Đó, vỏ thì cũng còn ok, nhưng mà màn thay. Màn thay nhưng mà mình thay loại xịn cho anh em nha. Màn thay đây thì anh em thay giá tầm 1.1 triệu đổ lại. Cái màn thay thực sự anh em luôn. Giá tầm lãi thôi, không hơn. 1.1 triệu, 1.2 triệu tùy theo chỗ thay. Là màn 3C loại xịn rồi đó anh em. Cảm ứng thì rất là mượt, xài vẫn vấn đề hết, nhưng mà nó là màn linh kiện. Nó có sao nói vậy. Cho anh em dễ hình dung. RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, y chang, khác cái vỏ thôi anh em, giống con nãy thì giá mình bán anh em là 1.850.000 nha. Con này 1.850. Vỏ đẹp. Màn mới thay. Đó. Có sao thì quay y chang cho anh em xem cho nó dễ. 1.850 nha anh em, kèm sạc. J7 Pro màu xanh, anh em là mua cứ nói màu cho mình ha. Và tiếp theo là em J7 Pro Dream. J7 nó rất là nhiều dòng, J7 Pro Dream, Pro, Plus, J7 2016, J7 2017, J7 15 tùm lum hết. Nên là mình báo rõ tình trạng cũng như đời máy cho anh em ha. Con này là J7 Dream. Cũng RAM 332 luôn anh em. Màn hình cũng 5.5 inch. Đó, pin 3300, nhỏ kia xíu. Đó, con này thì thay vỏ. Keng sa beng luôn như mới luôn. Đó, con này đẹp keng luôn đó, anh em coi. Rất là đẹp. Con này là J7 Pro Dream. Giá của nó là 1.790.000 nha anh em. 1.790.000 kèm sạc. Một con thôi. 1.790. Rồi, tiếp theo là con A50 nha anh em. Samsung A50. Con này thì vỏ nó sâu, nó trời trời anh em. Đó. Vỏ trời ha. Kính thì đẹp. Kính thì có dán cường lực á, mình lột ra rồi. Nó còn không có xước sát gì mấy. Ngoại hình ok, Samsung A50. Con này màn hình 56.4, RAM 4 của 64, pin 4000 nha. Pin 4000. Mấy ngoại hình này như mình clip mình đã quay cho anh em coi rồi. Cảm ứng nó rất là mượt mà. Xài ok luôn. Con này giá ra đi là 3.150 nha anh em. 3.150 kèm sạc cho anh em. Samsung A50. Xài rất là ok luôn. Rồi, một em Nokia 7.2. Ring đẹp, keng sa beng luôn. Nokia 7.2 anh em. Đó. Mấy thì camera một chùm đây. Nhìn rất là ok. Kính đẹp keng sa beng. Con này là kính đẹp, lưng đẹp. Con này tầm 98 tới 99 nha. Nguyên ring. Nokia 7.2. Màn hình 6.3, RAM 4, 64, pin 3.5. Giá ra đi là 2.820 nha anh em. 2.820.000. Bèo nhèo luôn. 2.820. Một con duy nhất. Một em Samsung A20 màu đỏ, vỏ xấu. Như clip mình quay luôn. Đó. Vỏ xấu là như vậy rồi ha. Kính thì được cái là kính ok. Xước ma lông mèo ngoái cộng nhẹ nhẹ thôi. Còn đẹp. Mọi chức năng thì riêng. Full cho anh em.
A20. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6 inch 4, pin 4000. 2 triệu mốt anh em. 2 triệu mốt toàn luôn. Kèm sạc cho anh em nha, đầy đủ. Kèm sạc nhắc cường lực cho anh em, 2 triệu mốt. Rồi, có một em Oppo F11 Pro nè anh em. Oppo F11 Pro nha. Con này thì vỏ thì đánh giá là ok. Ở trên này có một vết cắn này. Vỏ trên này coi. Bên nét cho anh em coi cho dễ. Bên nét không được ta. Ở trên đầu này có một hai vết cắn. Còn vỏ tổng thể thì nhìn còn ok. Nói chung là máy được. F11 Pro, con này là màn hình 6 inch rưỡi nha. RAM 6 bộ nhớ 128, pin 4000. Máy tổng thể còn rất là ok. Kính thì mình coi coi. Màn hình này không có xước anh em, lông mèo ngoái cộng thôi, nhẹ nhẹ, nói chung là đâu đẹp lắm. Còn ok luôn, không có vấn đề gì hết. F11 Pro nha. Con này để anh em giá là 3870. RAM 6 bộ nhớ 128. Giá 3.870.000. Kèm sạc nha anh em. 3870 kèm sạc nha anh em. F11 Pro rất là ok. Rồi, tiếp theo là con VinSmart Lite này, full box. VinSmart Lite full box nha anh em. Con này màn hình 6 inch 2. RAM 4 64, pin 4000. Full box đầy đủ phụ kiện. Hàng trưng bày thanh lý nha anh em. Lưng sau là có xước sát do trưng bày này. Máy này chưa sử dụng nhưng mà xước do trưng bày để nên cái lưng sau nó hơi xước nhẹ nhẹ đó. Kính thì đẹp keng rồi, kính máy con này không ảnh hưởng nhiều, không có gì phải trải hết. Đó, VinSmart Lite 464. Con này để anh em giá là 2630 nha. 2630 bao ship. Tự full box rồi. Nó full box rồi thì mình bao ship cho anh em luôn tận nhà luôn, 2.630.000. Giá bao ship. Tiếp theo là em Redmi Note 7 này anh em, full box nha. Redmi Note 7 zin keng luôn, đẹp keng sao beng, con này quá đẹp. Con Note 7 này là quá ok luôn. Cáp sạc. Đó, máy đẹp bóng lưỡng luôn, gương như sơ gương luôn. Keng sao beng luôn. Đó. Redmi Note 7 keng sao beng, RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình 6 inch 3, pin 4000. Giá ra đi cho anh em là 2350 nha. 2350 bao ship cho anh em luôn. Máy như mới luôn. Máy như mới luôn, chứ không có lăn tăn gì con này rồi. Máy như mới. 2350. Bao ship Redmi Note 7. Và về được một con A10S này, full box này. A10S full box. Máy thì dụng cho cái em gì đâu, kép sạc thôi, cáp sạc cho sim này nọ hết. A10s máy keng sờ beng mới à anh em, máy mới này anh em biết rồi, rất là đẹp. Con này RAM 2 bộ nhớ 32GB. A10s màn hình 6 inch 2, pin 4000 anh em, pin 4000. Giá thì mềm mại thôi, 2530. 2.530.000 cho em máy mới A10s full box. Máy mới hàng thanh lý của siêu thị đó anh em. Giá nó cũng mềm thôi, 2530. Và mình có cái loại tab Acho này, bữa trước có về được vài coi bán hết rồi, nay về tiếp hai coi nữa. Để kết thúc clip sáng hôm nay. Đó, máy thì chỉ kèm cáp sạc thôi anh em, cũng chả có gì. Cái sách hướng dẫn thì lê hết. Cáp sạc. Máy tính bảng Acho màn hình 7 inch. Màn hình 7 inch. Con này thì cấu hình vừa phải thôi, anh em mua về cho con em nó có xem YouTube thôi. Chứ cũng không có chức năng gì nhiều trong máy này đâu nha. À, ngoại hình màn hình 7. Con này pin bao nhiêu ta? Mình coi thấy chưa có để ý cái pin của nó. RAM 1. RAM 1GB. Bộ nhớ 8. Pin như 2000 mấy á. Để mình coi đây.
mình không nhầm thì pin này 3.300. Bữa trước mình bán cũng nhiều rồi, cũng ngoài cây mấy nay rồi, xài cũng được thôi, không có phải là quá nhanh. Giá thì full box cho anh em luôn, 850 nha anh em, 850 full box đó, chỉ được hai con thôi, còn về đúng đúng hai máy, không có gì nữa nè. Anh em cần cũng không có đâu, máy cung cấp đúng hai con thôi. Anh em nào mà cần mua cho con em nó xem YouTube để cơm đồ dạy này nọ thì alo cho mình nha, chỉ còn đúng hai máy, 8A cho full box, giá 850.000, 850.000 bao ship cho anh em luôn nha, con này 850.000 bao ship tận nhà, một mức giá là quá là rẻ đó anh em. Rồi clip này sáng nay thân ái chào anh em tại đây nha, hẹn em lần gặp lại anh em clip sau. Anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Chào anh em.